手掌是不朽共证，偏偏手背是情，名誉太过动听，若有势有权我就是成，千金洒尽多么高兴，资质加上外形，人未说我就应，你未追我就醒，世上眼究竟找不到事情能含我无助处境，打拼做到伸张正义世间处境，唯独我面容太冷静，热情难被看清，打拼用我不生拼命来做最灿烂明星，留在心底真相爱情命运中得胜，门里的响应始终扫兴。Trang tính, anh sợ không có gì ở ra cho nên mua hộp dâu tây ăn đó hả? Dâu tây chắc là mất đi đó. Ngọt lắm hả? Ngọt thiệt mà. Mẹ ăn đi. Ăn đi mà. Ngọt lắm hay không? Biết người điên rồi hả? Chua vậy mà cũng nói là ngọt. Bộ không ngọt sao? Hồi còn nhỏ Đình Đình thích ăn dâu tây lắm. Sau khi ba má nó ly dị, lâu rồi tôi không thấy khuôn mặt vui vẻ của nó khi ăn dâu tây. Đi dạo coi phim đâu có nghĩa là tôi yêu anh. Không phải em có thằng khác không? Mắc mới gì tới anh? Anh là gì của tôi chứ? Tránh ra đi. Nè. Trời, sao lại động tay động chân vậy? Bỏ tay ra đi. Nè. Anh đi nữa hả? Tính rồi, anh đừng đánh nữa nè. Đừng đánh nữa mà. Anh tính rồi, đừng đánh nữa. Nè, anh tính. Tính hả? Sao rồi? Em không sao chứ? Không sao. Không liên quan tới em. Phải yêu cô gái khác không? Cô ta là ai? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Tại sao em không biết gì hết vậy? Không có, không có. Anh nói dối. Em nhìn mặt anh thì đã biết anh yêu cô gái khác rồi. Anh nói đi, cô ta là ai vậy? Có phải là cô đẹp hơn em, tốt hơn em rất nhiều không? Anh nói vậy nè. Phải, cô đẹp hơn em, tốt hơn em, cũng có trình độ chuyên nghiệp như thì sao? Thì chúc mừng anh, em khi có con gái tốt như vậy yêu anh. Lily, tại sao anh với Lily ở trong phòng vệ sinh vậy? Sao có nhiều dấu son vậy? Trời, không phải chứ, sắp thắng tới nơi rồi. Có chuyện gì vậy Dũng? Máy vi tính con bị cháy rồi. Vậy thì tốt rồi, quay trên mặt chị. Phải đó. Nè, chị hai, thường ngày tình cảm chị em của mình rất là tốt, có phải không? Lát nữa chị giúp em đến thăm thủy bộ mua vài linh kiện vi tính nha. Em viết tờ giấy cho chị mua thay trong đó là được rồi. Em nhờ chị đi mua sao? Khác nào người mù lấy máy bay chứ. Má à, con là con ruột của má mà phải không? Chắc chắn má sẽ giúp con mà. Nếu như ở chợ có bán linh kiện máy vi tính thì má nhất định sẽ giúp con. Ê ba, hồi còn nhỏ con hay đấm bóp cho ba khiến ba rất dễ chịu phải không? Hay là vậy, ba đi mua giùm con đi. Con cũng nói là hồi nhỏ rồi mà. Lớn lên rồi ba dứt mỗi đau lưng, con có thèm giúp ba đâu. Ơi, thiếu một người ngồi xuống đây. Ê, không ai giúp con hết á. Thằng Dũng ra ngoài. Mới dứt về rủ nó chơi mặt chuột sớm hơn. Thế giới này thay đổi thật rồi. Ăn cái gì đây? Xin chào, anh mua gì cứ việc lựa. Trời ơi, khi không điện thoại lại bị hư rồi. Anh cứ lựa đi ha.
Cái này ngọt lắm. Cái này cũng không được luôn. Chị ơi, chị làm gì vậy? Đau quá. Hả? Đau hả? Sao đau? Sao đau? Quá. Sao đau? Hả? Đau quá. Trời chị ơi. Đau quá. Chị ơi, chị bị chảy nước rồi kìa. Chị làm sao vậy chị? Chị không sao chứ chị? Đau quá. Chị làm gì vậy? Chị ơi, chị bị sao vậy? Chị giúp đi ơi, giúp đi. Sao đau quá? Sao vậy? Tôi sắp sanh rồi, tôi sắp sanh rồi. Sắp sanh rồi. Làm sao đây? Trời ơi, tôi còn đây làm gì, mau gọi điện thoại đi. Ấy mà không được, chị gọi tôi rồi. Vậy hả? Điện thoại di động đi, cứ gọi đi. Má ơi, đau quá. Bình tỉnh đi bà, bình tỉnh đi, bình tỉnh đi. Sao đâu, sao đâu? Điện thoại bị bể rồi. Chết rồi, làm sao đây? Không được. Đau quá. Bình tỉnh một chút, bình tỉnh một chút. Ráng nhìn, ráng nhìn. Hết sao giờ mình xuất đi. Được rồi, sắp ra rồi. Tên bạn tôi rất sinh viên, sắp được sắp ra liền ha. Được rồi, mau lắm, mau lắm. Thôi từ từ, từ từ nha, từ từ không sao đâu. Hít sâu vào, thở sâu vào. Mạnh lên, hít mạnh lên. Đúng rồi, đang ra đó. Được rồi, thấy cái nào rồi. Tiếp tục, mạnh lên đi. Không sao đâu, hít sâu vào. Được mà, cũng làm được mà. Ráng lên. Ê trời, em bé ra rồi. Em bé chào đời rồi. Em bé chào đời rồi. Nè, chào đời rồi, cô bé cứ đi ha. Lấy cái áo quấn em bé lại, cẩn thận nha. Cẩn thận một chút. Ê, đi báo cảnh sát ha. Đừng đi. Hả? Đừng đi. Sao hả? Đừng báo cảnh sát, đừng báo. Phải. Đến bệnh viện đi. Hả? Chị như vậy sao đi được? Tôi đi một mình đi rồi. Má làm sao được chứ? Vậy hai người đi với tôi đi. Ừ, tôi vẫn có chừng cửa hàng mà, anh đi với chị đi. Được. Nè, chị đi thẳng vô đó ha, sẽ có người giúp chị thôi. Tôi đi nha. Tôi đi ha. Tại bãi rác bệnh viện Nhân Ái phát hiện một bé gái bị bỏ rơi. Theo cảnh sát cho biết, vào 10 giờ đêm nay khi công nhân vệ sinh quét dọn rác đã phát hiện một bé gái sơ sinh trong một bao rác được cột kín. Trời hả? Ơi, thiệt là tội cả nghiệp quá. Cả quấn rúng của đứa bé cũng được quấn trong một cái áo khoác. Lúc được phát hiện đã từng bị ngưng thở, cũng may kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bây giờ tình trạng đã ổn định. Vụ án. Trời ơi, chắc là mấy đứa nhỏ tuổi quan hệ bừa bãi, khi có bầu rồi lại không muốn giữ nè. Đứa con ruột của mình mà cũng có thể bỏ như rác, làm sao mà chấp nhận được. Theo tôi nghĩ, người nào bỏ con nên phán tội mưu sát, phạt tù chung thân luôn. Ai đến tối vậy? Cảnh sát Hồng Kông, có chuyện gì vậy hai sếp? Chúng tôi nghi ngờ Trang Hiệu Dũng có liên quan tới vụ anh đứa bé bị bỏ rơi. Chúng tôi muốn mời anh hợp tác điều tra. Hả? Sếp à, không liên quan tới tôi không có bỏ đứa bé đâu, không có. Anh là Trang Hiệu Dũng hả? Thì anh thấy chúng tôi gì sẽ cảnh sát hỗ trợ điều tra. Thật sự không liên quan tới tôi không có quen con gái đó mà. Nhân viên ở tiệm tạp hóa là em gái em hả? Thế niên này là em trai của chị hả? Hai đứa nó quen nhau từ hồi nào vậy hả? Bà hỏi tôi hay hỏi họ vậy? Trước giờ con gái tôi rất là ngoan, nó chưa có bồ đâu. Rất nhiều chuyện không nói không rằng mà làm giật cả mình. Nó con trai chị hả? Con trai tôi suốt ngày trốn trong phòng lên mạng, làm sao cặp với con gái của chị được chứ? Theo tôi nghĩ chắc chắn là con gái chị muốn lấy con tôi làm bia đỡ đạn. Con tôi không chịu cho nên mới bỏ em bé. Chắc chắn là như vậy rồi. Má, sao má tưởng tượng phong phú quá vậy? Tôi nghĩ trong trường này có sự hiểu lầm rồi. Ngày nào chúng tôi cũng gặp con tôi, không lý nào nó có thai mà chúng tôi lại không biết chứ. Thì phải rồi. Tôi nghe cảnh sát nói mấy thiếu nữ có thai chỉ hơi mập ra chút thôi, cho nên nhiều cha mẹ không phát hiện ra được. Ba, ba đừng có châm dầu vô lửa có được hay không? Hồi nãy cảnh sát nói cái áo quấn em bé là của con anh chị. Chứng cớ rành rành, người bỏ em bé chính là con chị. Thì phải rồi. Thì là sao chứ? Người này nói qua người kia nói lại, bộ muốn làm mọi chuyện rối thêm sao? Phải thì phải, vụ quan con gái tôi là không đúng. Sao tôi phải sợ chị chứ? Bắt con tôi gánh cục nợ này hả? Tuyệt đối là không được. Má, ghi lập sự bình tĩnh lại đi. Má, ngăn ngược thôi mà. Sao rồi? Con, sao là sếp? Trang Hữu Dũng không có tội gì đó. Lâm Gia Kỳ không có tội gì chứ? Chuyện bỏ đứa bé không liên quan tới họ. Hả? Nhưng mà vậy, đi sau mà nói cũng liên quan tới họ. Hả? Cái gì đi sâu chứ không đi sâu, xếp đó thẳng ra luôn đi. Là vậy, trong cuốn băng ghi hình của tiệm tạp hóa, chúng tôi đã nhìn thấy họ đỡ đẻ cho một cô gái ở trong tiệm. Hả? Còn sao? Con biết đỡ đẻ. Sau đó con đã đưa cô gái ấy đến trước cửa bệnh viện, rồi con đón taxi đi về nhà. Con nghĩ cái thẻ nhớ của con đã bỏ quên ở trong áo,
thì còn lấy áo quấn em bé lại. Trong đó có tài liệu của con nên họ mới tìm được con đó. Cảnh sát chúng tôi đã truy đuổi cô gái đó, có lẽ sẽ sớm tìm ra cổ. Tới chừng đó sẽ mời hai người ra tòa làm chứng. À phải, tôi muốn lấy lại thẻ nhớ của tôi. Xin lỗi nha, thẻ nhớ đó là vật chứng quan trọng, tạm thời chúng tôi phải giữ lại. Bị cáo Lê Thục Phấn trong vụ bỏ em bé đã chính thức bị cảnh sát khởi tố cố ý giết đứa con. Cô đã viết đơn xin hỗ trợ. Vụ án này giao cho cô phụ trách. Ok. Đương sự đưa bà lãnh rồi, cô hẹn nói chuyện với cổ, coi cổ có muốn nhờ luật sư bào chữa hay không. Ok. Không thành vấn đề. Đằng này đọc báo, đằng kia có việc làm, nhanh hơn chích thuốc nữa. Em nghĩ chị có duyên với đương sự thì đúng hơn. Cha, đình có ngửi được không? Đi ăn hả? Cha, có gì ngạc nhiên vậy? Cha, hôm nay chói mắt quá đi. Có hẹn với người yêu phải không? Nè, chị định đi thi hoa hậu hả? Phụ nữ làm đẹp không phải vì đàn ông đâu. Không hiểu biết, đúng là không hiểu biết. Tôi không nói với mọi người nữa. Tôi nghi ngờ trên đời này không biết có người đàn ông nào chịu đựng được chị Thi không. Anh nói nữa. Cho em biết là không có. Không có, nhất định không có. Có Qua nè. Qua ai vậy? Ý, không phải của bồ đâu. Của luật sư Tưởng đó. Của con hả? Ai tặng vậy đâu coi. Hẹn gặp sau hoàng hôn quảng nước. Ngộ quá đi. Lại có Qua nữa nè, đoán thử coi lần này là của ai. Lần này nhất định là của tôi rồi. Không phải đen thì là ông kia Qua. Hả? Chị Thi. Thi. Cô Thi à? Qua của cô nè. Cảm ơn nha, chị có thể ra ngoài. Hình như có người đeo đuổi cô phải không? Người đẹp có người đeo đuổi thì có gì lạ đâu. Tôi đâu thể ngăn chặn ông cuồng bướm dại chứ. Có biết bách hợp tượng trưng cho gì không vậy? Thuần khiết, sang trọng, trang nghiêm. Giống tôi. Xem ra người đeo đuổi này rất hiểu cô thì phải đó. Chị có từng đến Phỉ Thúy Minh Châu ăn cơm chưa? Tiệm ăn sang trọng đó. Tối nay cô hẹn đến đó ăn sao? Xem ra người này ngoài việc hiểu cô còn rất tôn trọng cô nữa. Người này là ai vậy? Quen ở đâu? Làm sao quen? Hỏi nhiều quá. Sao không hỏi bà Lên Đồng đi? Nếu chị rảnh rỗi thì coi thêm vài hồ sơ. Ngu mới nhận đó. Anh nói là lấy đồ mà. Lấy đồ đương nhiên tới phòng anh rồi. Để tôi la hỏi giùm cô nha. Chào cô, xin mời. Chào, em là Thi hả? Chào, anh là John hả? Phải, nè ngồi đi. Tặng cho em. Có thích không? Hình anh mê cho em thật nhỏ. Trong lần mới gặp thì em đã nhận ra anh rồi. Anh không cần gọi điện cho em. Sao, mặt anh bị dơ hả? Ở đâu vậy? Không phải. Có điều anh rất giống đồng nghiệp của em. Vậy quan hệ giữa em và đồng nghiệp của em thế nào? Em thích ảnh hay là em ghét ảnh? Cũng tạm tạm thôi. Thường ít nói chuyện với nhau lắm. Anh mong chúng ta không phải như vậy. Có thể ăn cơm và nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như em, thế nào ngày mai cũng không có tinh thần làm gì. Sao vậy? Vì tối nay anh sẽ vui mừng đến không ngủ được. Thật ra lần này cũng là lần đầu em lên mạng để làm quen bạn, và cũng là lần đầu sau gặp nhau. Thì ra là vậy. Vậy anh may mắn quá. À, anh biết rồi. Chắc khuôn mặt của anh giống đồng nghiệp của em, cho nên em có cảm giác rất gần gũi. Chắc là vậy. Vậy hôm nào anh phải cảm ơn ảnh mới được. Ngày mai anh phải mua vé số nữa. Vì anh thấy dạo này số anh rất hên. À, anh đã gọi món rồi, nhưng không biết có hợp câu chuyện của em không. Gì cũng được mà. Ông Quang, ông muốn ăn như thế nào? Ông cứ làm chủ giùm tôi. Dạ được. Thật ra chỉ ăn một bữa bình thường thôi, sao phải gọi bà ngư gì cái thứ mắc như vậy. Cả món tráng miệng cũng là tổ yến nữa. Anh nói mời em ăn cơm mà.
sao có thể sơ sài được, có phải không? Không ngờ anh học nhiếp ảnh ở bên Pháp mà cũng có nhiều chuyện thú vị quá hả? Thật ra nhiếp ảnh là loại nghệ thuật rất kỳ diệu, phải săn bắt một không gian trong nháy mắt, và không gian đó sẽ mãi mãi dừng lại cho một bản phim. Một người nhiếp ảnh giỏi phải ngoài việc nắm bắt cảnh tượng ra, còn phải săn bắt cảm giác chân thật nhất của sự vật nữa. Em hiểu chứ? À, xem chút quyền gọi điện thoại cho khách hàng rồi. Ngày mai khách hàng đến chụp hình đó. Hết pin rồi, làm sao bây giờ? Không sao đâu, anh lấy điện thoại của em gọi đi. Cảm ơn nha. Ý, ở đây không có sóng. Thì à, anh xin phép ra ngoài gọi nha. Sao điện thoại của mình cũng không gọi được vậy? Cô à, tôi tìm khắp toilet nam cũng không thấy bạn trai của cô. Hay là để tôi ra ngoài tìm ảnh có được không? Khoan đã, cô thanh toán trước có được không? Tổng cộng 17.364 đồng. Sao mắc vậy? Tôi chai rượu chát cũng 7.000 mấy hả? Tôi nghĩ thật sự tôi phải tìm bạn tôi mới được. Chị Tuệ, chị vào đây một lát đi. Gì vậy? Gửi tài xế. Tiền của bữa ăn tối qua, cảm ơn nhiều nha. Chuyện nhỏ thôi mà. Thật tình cảm ơn rất nhiều. Nè, cô nghĩ có cần báo cảnh sát không? Đừng làm như vậy. Coi như là mua một bài học đi. Tóm lại, chị đừng có nói với ai đó nha. Cô sợ mọi người cười cô bị gạt cả tiền lẫn sắc hay sao? Nè, lần đầu tiên tôi gặp hắn thôi mà. Sao lại cùng hắn gì gì chứ? Ai mà biết khi tình cảm nó nồng cháy gì gì đó cũng đâu có gì lạ. Trang Hiểu Tuệ! À, xin lỗi, xin lỗi. Nói gì thì nói, làm sao mà cô quen với hắn gì? Là do bạn của bạn giới thiệu đó. Lúc gọi điện liên lạc, tôi nghe giọng của hắn đàng hoàng lịch sự, rất dí dỏm nữa. Ai ngờ hắn lại đê tiện như vậy. Biết trước con mới mở cảnh giác nhiều hơn một chút. Mọi khi cô cũng thận trọng lắm mà, sao lần này thất bại như vậy chứ? Còn bị người ta gạt luôn di động và bữa ăn tối nữa. Chị nói vậy là sao? Tức là tôi thèm trai đến điên luôn hả? Làm gì phản ứng mạnh như vậy? Tôi nói sự thật. Không lẽ tôi nói chị kháng án giùm Trần Vĩ Cường là vì chị yêu ảnh hay sao? Sao tự nhiên lôi tôi vào cuộc vậy? Tôi không muốn chị giống như tôi. Trần Vĩ Cường đó tuy nói là vô tội, nhưng làm sao chị biết lúc ảnh ở tù đã quen biết hạng người không đàng hoàng nào chứ? Với lại trước đây ảnh là một tên lưu manh. Tôi không muốn chị mù quáng đâm đầu vào đó. Người thiệt thòi sẽ là chị đó. Ảnh không phải là hạng người này. Tôi rất là tin tưởng ảnh mà. Nếu đúng như vậy thì tốt. Tóm lại, đi một ngày đàn học một sàng khôn. Tôi không còn lòng tin đối với đàn ông nữa. Sao hả? Tới đâu ăn uống nước đi. Anh làm chủ đi, uống nước cũng được. Nhưng liệu có đông quá không? Đã đặt chỗ chưa? Đặt rồi. Chỗ đó đông lắm. Đi nhanh lên trời, một chút đi. Tôi quên đem bắp tiền rồi. Lại quên hả? Sao lần nào cũng lúi lẫn như vậy? Thôi để chúng tôi ứng trước rồi chị về trả lại. Thôi đừng, mất công ăn nữa chừng mấy người lại bỏ về, tôi lại mất mặt lần nữa. Chị Tân bị như vậy sao? Cái gì mà mất mặt? À, tôi lên trễ lấy bắp tiền, mọi người đến đó dành chỗ sẵn thì đợi tôi nha ha. Mau lên đi nha. Thi. Nè nè nè, người đàn ông nói chuyện với chị Thi là ai vậy? Ý, hiếm khi thấy chị nói chuyện với đàn ông mà vui như vậy nha. Không nhìn được mặt của người đàn ông này, qua đó coi đi nè. Đừng có nhiều chuyện như vậy mà. Em quan tâm chị thôi. Quan tâm cổ thì không nên lật tẩy tại chỗ, nên tìm dịp nào đó lén lút sửa cổ đi. Đúng, nhưng chị và chị rất là thân. Chị biết gì thì nói ra đi. À, thực ra chị cũng không biết gì hết á. Nè, đừng có đóng kịch nha. Hôm qua thật ngại quá. Anh không biết ngại sao? Tối qua má của anh đột nhiên đau nặng phải vào bệnh viện. Anh lo quá liền chạy vào bệnh viện, quên báo với em một tiếng đó. Sau khi anh lo xong mọi chuyện, anh mới sực nhớ thì ra em còn ở nhà hàng. Anh quay lại tìm em, nhưng em không còn ở đó nữa. Má anh vào bệnh viện thật sao? Ừ. Cho nên hôm nay anh tới tận đây tìm em, trả điện thoại lại cho em.
Tối qua hết pin, anh đã sạc lại giùm em rồi. Cảm ơn. À phải, bữa cơm tối qua bao nhiêu tiền? Anh trả lại cho em. Thôi khỏi, ai trả cũng vậy mà. Không được, anh đã nói phải trả mà. Sao để em phải tốn tiền chứ? Nè, đây là 20.000, chắc là đủ. Đâu có cần nhiều như vậy. Cầm lấy đi, nếu dư thì đã đang được em. Nhưng không biết em có nể mặt hay không. Anh biết tối qua anh bỏ đi không nói tiếng nào, chắc là em rất buồn. Cho nên anh mong em cho anh một cơ hội để anh chuộc lỗi. Xin lỗi gia thím, ở đây không hút thuốc được. Tất cả cũng tại con nhỏ này nè. Không những bị người ta làm cho mang bầu, còn gặp phải vụ kiện này nữa. Hại tao phải lo giùm cho mày. Không biết ba mẹ của mày xách mày ra làm cái gì. Đúng là đồ ăn hại. Bà là Lý Phụng Trinh phải không? Trong này ghi bà là người quản lý của Lê Thục Phấn. Bà là dì ruột à? Không ruột chứ là gì. Nếu không phải dì ruột á, thì tôi đã bắt trước như nó, bỏ đứa con vô thùng rác cho rồi. Ba nó thiếu nợ phải bỏ trốn. Còn má nó, tức là chị hai tôi, thì đi theo đàn ông khác, để lại đứa con hư hỏng này cho tôi nè. Với lại cô đừng có hòng tôi bỏ tiền ra để mướn luật sư cho nó. Thím yên tâm đi, sở pháp viện đã duyệt rồi, chúng tôi sẽ phụ trách phần lớn chi phí tố tụng. Số tiền bà đóng chỉ là con số nhỏ thôi. Nếu 7-8 ngàn thì tôi coi như là chơi mặt trượt bị thua. Nếu không hả, thì tôi mặc cho nó ngồi tù chết cho rồi đi. Nhưng mà bây giờ cô bị khởi tố mưu sát, không chừng sẽ bị tù chung thân. Tôi không muốn ngồi tù đâu. Lúc đó tôi không muốn giết con tôi, nhưng thật lòng tôi không biết phải làm sao. Tôi sợ lắm. Không biết làm sao? Không biết làm sao, sao lại để người ta làm cho mình mang bầu chứ? Đê tiện nhất á, ai là ba của đứa nhỏ mày cũng không có biết nữa. Tao thà rằng mày ngồi tù cả đời còn hơn á. Đủ rồi, ở đây là sở pháp viện. Muốn đánh muốn dậy làm ơn đợi về nhà đi. Nếu không một xu tôi cũng không có việc đâu. Được rồi, điều quan trọng bây giờ là phải tìm một luật sư đáng tin cậy để bào chữa cho Lê Thục Phấn. Hả? Không phải là hai người bào chữa cho nó sao? Thông thường những vụ án hình sự chúng tôi đều giao cho đại luật sư bên ngoài bào chữa. Ở đây có bản danh sách các đại luật sư đăng ký ở sở pháp viện. Có thể theo nguyện vọng của gia đình chọn một người để đại diện cho cổ. Chà, nhiều người quá biết chọn ai chứ. Nếu như thím không có ý kiến thì chúng tôi sẽ chọn giùm thím một người đáng tin cậy được không? Không được, lỡ chọn nhầm người dở nhất thì sao? À, hay là chọn luật sư mà gần đây rất nổi tiếng đăng trên báo đi ha. À, tên là Tưởng Văn Thao. À đúng rồi, chính là Tưởng Văn Thao. Cả vụ án tội phạm giết người mà ông cũng cãi được nữa. Ông bào chữa cho chúng tôi nhất định sẽ thắng mà. Đương sự có quyền lựa chọn, cứ làm theo đi. Chỉ sợ ông không nhận thôi. Dĩ nhiên là không nhận rồi. Xin lỗi nha luật sư Hà, dạo này luật sư Tưởng bận lắm, không thể nhận vụ án đó được. Ê, sao bà lại cấp máy? Chính ông nói là không nhận mà. Tôi muốn nói là nếu phí tố tụng không tới 400.000 tôi mới không nhận. Mới bắt đầu có khách thì lại đột nhiên tăng giá. Nè, ký tên giùm đi. Bây giờ ông chủ của bà nổi tiếng nhất ở trong thành phố rồi. Thu phí càng cao thì càng có người tìm đến đây. Đó là định luật hoàng kim, không bao giờ thay đổi được. Cậu tính lại đi đâu nữa rồi? Rất nhiều hồ sơ đó. Đi giao đồ giùm luật sư Lý sắp về rồi. Cậu ấy do tôi mướn làm, sao lại đi giao đồ giùm luật sư Lý vậy? Văn thư trước đây cũng do luật sư Lý mướn mà. Chẳng phải ông cũng hay sai người ta làm việc sao? Đâu phải ông không biết quy tắc trong nghề chứ. Lâu nay đại luật sư đều dùng chung tài nguyên. Bà đúng là càng ngày càng. Alo, ai đó? Làm gì nóng nhận vậy luật sư Tưởng? Cô Trang hả? Tuần sau mới làm việc phục vụ xã hội mà. Không phải, pháp viện chúng tôi mới có vụ án cố ý mưu sát. Đương sự muốn nhờ ông bào chữa, không biết ông có thời gian hay không gì? Có phải hợp tác với Đình Đình không? Cũng có thể lắm. Vậy tức là không phải rồi. Xin lỗi nha, tôi bận lắm, tôi không thể làm đâu. Nè, ông đừng có vội từ chối tôi. Đương sự là một thiếu nữ, nhưng hoàn cảnh cổ rất là phức tạp, rất là khổ. Gửi lời thăm cổ giùm tôi không có thời gian, vậy nha. Alo cô Trang, luật sư Tưởng nói là bây giờ rất bận. Cô dành chút thời gian cho ông suy nghĩ, hôm khác sẽ trả lời nha. Ha, bye bye. Sao bà dám giả truyền thánh chỉ? Làm người phải uống nước nhớ nguồn. Lúc ông không có việc làm, cũng chỉ nhận vụ án của sở pháp viện thôi. Không phải tôi cho. Tôi đã về rồi nè. Cả cậu cũng không coi tôi là chủ hả? Tìm tôi có chuyện hả? Sau này giao đồ giùm luật sư Lý, phải hỏi tôi có hồ sơ giao trước hay không. Cậu phải nhớ là do tôi trả lương cho cậu đó. Dạ, biết rồi. Nè, dạo này luật sư Lý bận rộn lắm hả? Dạ, tôi mới giúp ảnh giao hồ sơ cho luật sư Tưởng. Gần đây Đình Đình và Quang Đức hay qua lại, có phải vậy không?
Nè, tôi ở đây không biết nó có ý đồ gì, nhưng ở Chamois tôi đã nghe được chút chuyện đó nghe. Tôi cũng không rõ cho lắm. Sao trả lời miễn cưỡng vậy? Cậu và Trang hiểu tuổi rất thân, chắc chắn biết được điều gì mà. Tôi... Hả? Ấp à ấp úng. Cậu đi làm lâu rồi còn chưa đi ăn cơm khai trương nè. Mời cậu một bữa cơm ngon, sau này cậu sẽ là người của luật sư Tưởng này. Nếu biết chuyện gì của Đình Đình và Quảng Đức, cậu phải khai thật với tôi đó nha. Hiếm khi luật sư Tưởng. Sao hả? Tôi nghĩ những gì vừa rồi bà em nói sao? Em chỉ lo ba em nói lung tung sẽ khiến cho anh không vui. Nhưng mà anh lại lo em bị ảnh hưởng bởi ba em, không thích anh làm việc cho Nghi Thừa Khôn. Em tin tưởng anh mà. Em biết anh làm việc rất biết cân nhắc. À phải rồi, hai ngày nữa ông Nghê muốn mời anh và em tới ăn cơm, không biết em có nể mặt không? Mời em và anh ăn cơm? Đúng đó, có cả chị Phi nữa. Lâu nay em và chị có nhiều chuyện để nói mà, coi như họp mặt đi. Anh Đức à, anh làm việc cho Nghe Thừa Khôn em không phản đối, nhưng cá nhân em thật sự không thích con người này. Chẳng hạn như chuyện bốn bà cụ phải buộc di dời, uống rượu đánh người, mấy chuyện này em thấy ổng thật là quá đáng. Anh hiểu mà, nhưng em cảm thấy chúng ta đến với nhau tại sao không thử chấp nhận thế giới của đối phương chứ? Anh phải làm việc, phải giao tiếp, em hiểu. Nhưng mà ý, người đó có phải Trương Ấn Lễ không? Tư Đồ Sơn. Thì ra họ đã yêu nhau. Thật ra mấy hôm trước Trương Ấn Lễ gọi điện cho anh, hỏi anh chút chuyện. Anh cũng đoán là anh và Tư Đồ Sơn yêu nhau. Không ngờ người ít nói như Trương Ấn Lễ cuối cùng cũng dám đeo đuổi con gái. Thật ra Trương Ấn Lễ từng nói với anh, anh nói sau khi Tư Đồ Sang và Quách Khải Sương chia tay thì anh lại thử ứng ở thang máy đợi, để khi gặp Tư Đồ Sang thì nói chuyện anh uống với cổ. Không ngờ Tư Đồ Sang lại hẹn gặp ảnh. Thật ra muốn bắt đầu một mối tình thật không dễ dàng, muốn gìn giữ càng khó hơn. Cho nên anh cảm thấy mỗi người đi nhiều một bước như vậy mới thành công. Anh nói cũng đúng, mỗi người nên nhường nhịn một bước. Được rồi, em đi ăn cơm với anh. Thật không? Hai người thấy món Nhật tối nay thế nào? Đầu bếp này do anh Khôn mời từ bên Nhật về đó. Hèn gì giống như ăn ở bên Nhật vậy, rất là ngon, đặc biệt lắm. Thật ra món Nhật tối nay chúng ta ăn ngon thì không nói rồi. Chủ đề chính là bình rượu sake này. À phải Đinh Đinh, thường em cũng thích uống sake mà. Em thích rượu tối nay thế nào? Cũng ngon lắm, ấm ấm rất dễ chịu, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Loại sake này được ủ ở gần Haji. Ý, nhắc đến suối nước nóng, tôi có chuyện vui này nói cho hai người biết. Năm tôi còn trẻ, một mình qua bên Nhật, một mình đi tắm suối nước nóng, đang mải mê tắm, chà, có mấy bà Nhật chạy ra. Tôi biết rồi, là dạng suối nước nóng nam nữ cùng tắm. Ông Nghi, vậy là ông được mở rộng tầm mắt rồi. Lúc đó tôi chỉ mới 15 tuổi thôi, dồi dào sức lực. Chà, khi thấy họ tới, tôi mắc cỡ lắm, cho nên không dám đi lên. Tắm một hồi thì tôi ngất xỉu. Ha, không biết mấy bà Nhật đó đã khiêng tôi lên bờ từ lúc nào rồi mà còn hô hấp nhân tạo nữa. Chuyện xấu hổ như vậy thì anh đừng có nói nữa, người ta cười anh kia. Chúng ta đều là người nhà, đã ngồi ở đây thì đều là người nhà, không sợ xấu hổ, không sợ xấu hổ. Ông Nghe, hai vị luật sư Cao đã đến, họ đang đợi ông ở phòng khách. Nè, ăn uống no say, cười đã rồi, đến lúc chúng ta phải bàn công chuyện. Cậu Đức, theo tôi lên phòng sách. Dạ được. Đinh Đinh, em và chị Phi nói chuyện một lát, anh và ông Nghe lên bàn công chuyện nha. Xin phép nha. Chúng ta qua đó ngồi đi. Được. Triệu Tân Quý muốn kháng án à? Chỉ muốn giảm hình phạt thôi, nhưng cháu đã hỏi vài đại luật sư, họ đều nói cơ hội rất thấp. Trời ơi, địa ốc Tân Quý tuột giá dữ dội, ban quản trị thì đang hỗn loạn. Chờ coi đi, Stephen Ma sắp ra tay rồi. Stephen Ma? Người này là người đòi thâu tóm khách sạn Hoàng Đình sao? Mấy năm nay từng thử 4 năm vụ rồi nhưng đều không thành công. Ý của chú là thành công hay không không thành vấn đề. Tuyên bố thâu tóm, đến lúc chính thức thâu tóm có thời gian là 6 tháng. Thiếu gì trò cho chúng ta cười. Nhưng mà theo quy tắc hợp tác thâu tóm của hội giám định, không cho phép công ty của người thâu tóm đưa ra mức thâu tóm hơn 5 phân của giá thị trường để thâu tóm. Cậu Đức à, cậu cần phải thay đổi một chút thì mới có thể ngồi đây chơi trò chơi này cùng chúng tôi hả?
công nhất trí thì từ từ bàn để mà nhất trí. Nè tôi hỏi cậu, Hồng Kông không có pháp luật thì sẽ như thế nào? Không có ai phạm pháp. Đúng rồi. À, thông minh ghê, biết dùng kẻ hở của pháp luật thì cần người rất giỏi về pháp luật. Chẳng hạn như đánh người là phạm pháp. Bây giờ tôi muốn đánh người. Ê! Cậu làm sao để khiến cho hành vi của tôi không phạm pháp? Rối loạn thần kinh, hành vi vô ý thức, hoặc là sự phòng vệ cho bản thân mình cũng là lý do kháng nghị, giúp ông loại trừ trách nhiệm pháp luật. Ý thì đúng rồi. Nè, một luật sư tài giỏi, một luật sư có giá trị thì có thể khiến một hành vi phạm pháp trở thành hợp pháp. Nè, cậu đừng có nói với tôi là cậu không làm được luôn nha. Ông nghe tôi hiểu ý của ông rồi. Chị đoán coi họ đang nói gì. Chị nghĩ họ không có nói phụ nữ đâu. Không lý nào họ lại bỏ chúng ta ở đây để nói chuyện của phụ nữ chứ. Cũng phải. À, nói gì thì nói. Trước đó em có chút thành kiến với ông Nghê, nhưng mà tối nay làm quen em lại có ấn tượng khác về ổng. Thì ra con người của ổng cũng rất dễ chịu. Con người của ảnh rất là giàu tình cảm, nhưng lúc ảnh ghét ai thì ghét dữ lắm. Một khi ảnh thích người đó thì có gì người đó làm gì cũng được. Vậy thì cũng rất thẳng thắn, thương ghét rõ ràng. Chị cảm thấy đàn ông thì nên như vậy, làm gì cũng đừng dùng dằn dây dưa. Phải thì phải, không phải thì không phải. Cho dù có chia tay cũng thấy vui vẻ thoải mái. Em thấy có chung quan niệm về cuộc sống, hai người mới có thể đến với nhau được. Vậy em thấy em và Quảng Đức có phải như vậy không? Tạm thời mà nói em thấy là phải. Còn chị và ông nghe? Thật ra nhiều lúc anh đang nghĩ gì chị cũng không biết. Vậy ông đang làm gì chị không muốn biết sao? Anh nói thì chị nghe, anh không nói chị cũng không hỏi. Chắc em cũng đâu có kiểm tra Quảng Đức hoài như vậy chứ. Kiểm tra thì không có, nhưng ảnh đang làm gì em cũng muốn biết. Bởi vì em nghĩ hai người đến với nhau không nên có bí mật. Bởi vì, nè, chẳng hạn như vậy, nếu như ảnh làm chuyện mà em thấy trái với quy tắc của em sẽ không chấp nhận được. Còn chị? Chị thấy đó không phải là vấn đề lớn. Ảnh thật lòng yêu chị là được rồi. Xem ra điểm này chúng ta không có giống nhau lắm đó. Rồi chơi cả đêm cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Em không hài lòng về bữa cơm tối nay sao? Như vậy có phải dẫn dắt nhân chứng cho lời khai không? Ok. Chị em thấy tối nay thế nào? Rất tốt. Em nói với chị Phi, thật ra Nghe Thừa Khôn không phải như người mà em đã tưởng tượng. Thật ra con người của ông Nghe không có gì đâu. Có lúc tánh tình hơi xấu một chút. Trước đây bà ít nói chuyện của ổng trước mặt em lắm. Con người của ổng thế nào em biết được cũng nhờ đọc báo và tạp chí mà thôi. Nè, đó gọi là đạo thính đồ thuyết. Thật ra con người của ông Nghe rất dễ hòa đồng. Nếu không có xung đột về lợi ích chắc là vậy. À phải rồi, vừa rồi đàn ông mấy anh nói chuyện gì vậy? Nói phụ nữ hả? Nói chuyện trăng gió để tìm hiểu nhau thêm. Thật ra như vậy cũng tốt, hiểu nhau rồi làm việc cũng hợp rơ nhau hơn. Có tính tò mò từ hồi nào vậy? Không giống như tính cách của Tưởng đại luật sư đó nha. Nè, người phụ nữ nào cũng có tính tò mò mà, đặc biệt là đối với bạn trai của mình. Cho nên ở tòa án, nam nữ không có quyền lợi bảo vệ sự im lặng. Anh hiểu rồi. Lý Quảng Đức này xin thành thật thề, tất cả mọi lời khai đều đúng với sự thật. Được, nhân chứng có thể cho lời khai. Khi một mình em đến bệnh viện, em thấy rất là cô đơn. Thật lòng lúc đó em rất sợ, không biết phải làm sao. Nếu để dì em biết, dì sẽ đánh em chết đó. Em đừng có căng thẳng, từ từ nói hả? Em bé cứ khóc hoài, em không biết phải làm sao. Em sợ người ta nghe được nó khóc cho nên em bỏ đi. Sau đó em đi đến bãi rác, em bỏ nó vào bịch rác, rồi em cột kính lại đem bỏ. Em không biết sao, em không biết sao mình làm như vậy nữa. Không phải em muốn con em chết, nhưng em rất sợ người ta nghe được nó khóc đó. Theo kết quả của bệnh viện, em bé từng bị ngưng thở, nhưng bây giờ đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm và cũng rất là khỏe mạnh. Còn kết quả tâm lý thì nói Lê Thục Vấn là vị thành niên, tâm lý chưa vững chạc, thêm vào đó có biểu hiện bệnh sản phụ uất ức, nên đề nghị giao đứa bé vào phòng xã hội quản lý. Kết quả này tôi sẽ từ từ nghiên cứu. Sao viện của cô không tới vậy? Dù sao cũng là người quản lý mà. Vì phải buôn bán không có rảnh. Hả? Có tiệm mà cũng có thể xin pháp viện sao? Không phải tiệm, chỉ là quán trà sữa lề đường. Nghe nói bánh tương trộn rất là nổi tiếng. Có ngon không? Ngon thì dẫn tôi đến đó ăn thử đi.
Đây, bánh tương trộn đây. Xin lỗi để hai cô phải đợi lâu. À, người đẹp, dùng gì? Một ly trà dạ, sữa. Dạ, được. Ê, con nhỏ đó đâu, sao không gọi ta phụ đi? À, phải ha, con quỷ cái nó đâu mất tiêu rồi. Dì Dừa, con xin lỗi. Đúng là cái thứ hư hỏng mà, không biết chạy đi đâu nữa. Là muốn chết luôn nè, đi rửa chén đi. Nè, bà chủ, cho gọi món. À, dạ, tới liền. Nhìn mày là tao chướng mắt rồi à. Ba má mày khôn quá trời à. Mũi đích là bỏ đi luôn, để cuộc nợ này cho tao hưởng. Hết bày trò cắt tay tự tử thì bị thành nào dệt cho cái bụng bầu. Đồ thứ ăn hại. Biết vậy tao bỏ mày vô thùng rác giống như mày bỏ con của mày vậy đó. Trời ơi, xin lỗi nha dì, con xin lỗi. Mày muốn chết hả? Chửi mày mấy câu mà đập đồ của tao hay đập bể đồ hả? Suốt ngày mày chỉ biết ăn nhà thứ gì không biết làm. Đồ thứ ăn hại. Đi vào tới ăn đi. Ông chủ, thật tình tôi chưa bao giờ được ngồi xe xịn như vậy. Với lại làm việc ở văn phòng của ông, cái lợi quá ha. Cho hồ sơ xong thì có xe xịn đến đón. À, hay là đêm mai ông mướn tôi làm tài xế luôn đi. Không được, nhưng đừng mong tôi tăng lương nữa nghe. Ờ phải, chúng ta không về phòng luật sư sao? Nghe nói có một quán trà bán bánh tương trộn ngon lắm. Có phải ở gần đây không? Dạ phải, ở đằng trước nè. Cậu dẫn đường nha. Tôi muốn uống ly trà sữa và ăn miếng bánh tương trộn. Dạ. Yeah. Ông qua cõi hai ngã tư này quẹo trái là tới. Nhưng mà nói gì thì nói, lâu nay ông ít ăn mấy thứ này mà. Bên pháp viện có ra một vụ án. Quán này là do người quản lý của đương sự mở ra, nên sẵn dịp đến đó ăn, sẵn quan sát coi như thế nào mà. À, cô gái bị khởi tố giết đứa con hả? À, không cần hỏi, cũng biết cái loa bự lô ra nói cho cậu biết rồi. Vậy đâu có, bà ấy chỉ chắc sơ thôi. Nhưng mà thật ra cô gái này cũng rất tội nghiệp. Có con ai mà muốn bỏ chứ? Không muốn bỏ thì lúc đầu nên làm tốt phương pháp tránh thai đi. Tóm lại, mấy thiếu nữ bây giờ đều không có trách nhiệm. Đó là con ruột của mình, đừng có nói là đem bỏ nha. Nội đối xử với chúng không tốt cũng tệ lắm rồi. Thôi, thiệt tình tôi không hiểu phụ huynh bây giờ dạy dỗ con em của mình thế nào nữa. Sao lại kích động vậy? Không lẽ trước đi ông cũng từng bỏ con sao? Chắc chưa bao giờ còn làm việc văn phòng hả? Cậu có biết hỏi ông chủ kiểu đó có nghĩa là tội chết không? Xin lỗi nhé ông tưởng. Cô ơi, cô ơi, cô bị sao vậy? Cô hả? Cô phải là cô gái đã giết em bé không? Cô bị sao cô vậy? Cô hả? Cô sao vậy cô? Cô ơi. Sao hả? Tìm được gì của cổ chưa? Trời ơi, không có ai nghe hết. Không lý nào, nếu như bà có buôn bán, không lý nào không nghe chung reo. Có phải bà né tránh không không? Đâu có gì lạ, quan hệ giữa cô gái này và dì của cổ rất xấu mà. Tôi nhìn lâu lắm rồi. Tôi đi vệ sinh một chút nha. Hả? Thật là xui xẻo khi không lại làm bảo mẫu tạm thời. Tại sao thế này? Có một người tên Tuyển Nhân Thao như tôi rồi. Bác sĩ đã khám cho cô không sao nữa. Cô vừa bị thiếu máu và tuyệt huyết. Cô nằm nghỉ ngơi một lát đi. Một lát nữa bác sĩ sẽ đến nói chuyện với cô. Sao hả? Đổi qua phòng xanh thấy thoải mái nhiều hơn phải không? Nếu vui vẻ nhất thì bệnh viện dưới đây là phòng xanh rồi. Em bé mà bị người ta bỏ vào bao rác, có phải ở phòng chăm sóc đặc biệt không vậy? À, đã chuyển đến phòng dưỡng nhi rồi. Phải nói là chết đi sống lại đó. Thật không hiểu ai mà nói bỏ cho được. Trên đời này có rất nhiều cha mẹ không có trách nhiệm gì hết. Không muốn giữ thì từ đầu phá bỏ đi còn hơn. Thì sao con đang ở đây? Cô ơi. Ê, không biết phải đợi bao lâu. Đợi đi thấy đói bụng quá. Không được, phải đi ăn chút gì. Lý Tùng Phấn, cô làm gì vậy? Tục Phấn. Alo, luật sư Tưởng.
Cô đừng làm vậy nha. Cô định làm gì vậy? Để bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì cô leo xuống rồi hãy nói. Cô ẵm em bé như vậy nguy hiểm lắm. Cô xuống đi.